Hello mọi người. Đó, hôm nay là cũng 20 tháng 6 rồi đó anh em. Đó, sau khi cây mai của mình á, mình tưới được một cử gót 2 và 3 số bằng nhau, 3 số 16 cộng TE nha, 3 số bằng nhau nha. Đó, hiện tại cây mai của mình nó lên cái lá rất là đẹp nha anh em. Lá xanh rất là xanh, dày rất là dày nha. Đó, khi mà cây mai của anh em á, khi mà anh em được nuôi tới vậy á thì Tết nay cây mai của anh em sẽ đặt bông nha anh em. Đó, anh em xem nè, nó nguyên một cây xanh nha, nó mới có được một cử gót 2 cộng 3 số bằng nhau thôi. Nó ngày mai là đúng 10 ngày rồi, mình sẽ tiếp tục mình tưới một cái cử 2 là thằng gót 2 cộng 3 số bằng nhau tiếp tục nha anh em. Khi mà anh em tưới 3 số bằng nhau á, anh em chỉ cần 1 gram cho 1 lít nước được rồi nha anh em. Đó, anh em đừng có tưới nhiều nha. Đó, chỉ 1 gram cho 1 lít nước thôi. Rồi cây mai của anh em nó sẽ có cái bộ lá đẹp nha. Lá nhiều, cây khỏe mạnh thì anh em tưới nó rất là hiệu quả. Còn cây yếu thì anh em tưới lỏng thôi. Rồi, mến chào anh em ha. Đó, anh em cần phân thuốc gì á, anh em liên hệ với mình nha, về đầu trang TikTok. Đó, mình sẽ tư vấn với anh em nha. Về đầu trang mình lấy thông tin, mình kết bạn với mình nha. Ok anh em, mến chào anh em.